Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem. Em mới về được một con đẩy bao BM1004 của Carver. Thì BM1004 của Carver thì nó cấu hình y chang con Boss 1008 nha các bác, nó chỉ khác logo thôi. Tại vì Carver và Boss là một hai cái thương hiệu là họ hợp tác với nhau, họ sử dụng chung cấu hình và thiết kế, chỉ là khác logo thôi. Và hiệu xuất âm sách họ siêu, mỗi hãng nó sẽ có sự nâng cấp khác nhau. Carver 1004 thì giá nó sẽ tốt hơn. Nhiều bác thì rất là thích Carver để ghép với Boss. Và đối với con này các bác chơi những cặp full 40 hay là chơi sub là vô tư nha bác, tại vì nó công suất nó khủng lên tới là 1800W và tiếng dòng 1004 rất là hay. Thiết kế gọn gàng. Máy rất đẹp nha các bác, giá con này là 15 triệu, giá rất tốt cho các bác trong đợt này nha. Hàng đấu mạng về, cực đẹp. Đây các bác thấy hàng này, đẹp ngất ngay luôn nha. 15 là bao ship nha các bác, chỉ không đủ em vẫn bớt 200.000. Khi các bác mua những con đẩy bao công suất bên em đều được tặng kèm một bộ da ba lăng nha. Con này bản xuất Âu nha các bác, sử dụng điện 224 nè. Đấy, mắt in USA, series là 0127 nè. Đấy, đường tín hiệu vào là 6 ly 3 lăng, có thấy độ mới chưa? Đấy, dây nguồn. Nhìn độ nét này các bác. Carver BM 1004. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Bác nào lấy và chốt em này thì alo cho em chiến qua hai số điện thoại trên nha. Những model này rất là hiếm. Đây là đợt này em về được con này để phục vụ các bác. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Carver 1004. Thì em nói sẽ chạy là 4 cái tụ Philips này và 24 sò nha, 24 sò, tất cả nguyên zin. Đẹp long lanh luôn nha. Là trên đây nó sẽ có cái hiệu là 1004 và tăng phô. Và máy sở hữu là một bộ lọc nguồn, đây, bộ lọc điện các bác. Nên là những con này nghi rất là chi tiết luôn, tiếng rất là bén. Lọc nguồn nha các bác, là lọc điện luôn các bác, Mexico. Đấy. Máy cực đẹp nha. Giá đợt này rất là tốt cho các bác đấy. Nhiều lúc hiếm hàng, như năm trước hiếm hàng những cái model này các bác. Nhiều bác phải bỏ ra gần 16 triệu mới mua con này mới có nha. Tại giờ em mua hàng không qua tay nữa nên là giá thành nó sẽ tốt hơn cho các bác. Đó là 15 triệu bao ship, bao gồm và tặng kèm một bộ da ba lăng để các bác sử dụng. Con này các bác về ghép với một con rề hoặc là một con vang là các bác nghi nhạc hát karaoke rất là sướng rồi. Nó chạy 24 sò nha bác, cực khỏe nha. 1800W, máy rất đẹp. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.